Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày toán 4 tập 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều. Video này chúng mình đến với bài tập hàng ngày 58, tính chất cơ bản của phân số. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1 điền số thích hợp. 12 phần 18 sẽ bằng 12 chia mấy phần 18 chia mấy đây để được phân số 2/3. Tính chất cơ bản của phân số đó là khi cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác không thì ta sẽ được phân số mới bằng cái phân số ban đầu. Như vậy thì 12 chia mấy để được 2? 12 chia 6 để được 2. Tử số chia cho 6 thì mẫu số cũng phải chia 6 nhé. 18 chia 6 được 3, đúng rồi. Vậy đáp án A. Câu 2. Cùng nhân tử số và mẫu số của phân số 2/7 với 6, ta được phân số mới là tử số nhân với 6, 2 nhân 6 bằng 12. Mẫu số nhân với 6, 7 nhân 6 là 42. Đáp án D. Câu 3. Điền số tích hợp. 4/7 sẽ bằng mấy phần 14? Chúng ta dựa vào tính chất phân số thôi, tính chất cơ bản phân số. Ta thấy mẫu số là 7, thì khi 7 nhân 2 được 14, vậy thì trên tử số 4 cũng sẽ nhân với 2 được 8. Đáp án C. Câu 4. Trong các phân số sau, phân số bằng phân số 1/5 là? Thì chúng ta dựa đáp án, ta dựa tính chất cơ bản phân số nhé. Các em để ý cho thầy đó là đáp án A. Bây giờ tử số là 1 nhân với 4, ta sẽ được 4. Mẫu số 5 nhân với 4 ta được 20. Cả tử số mẫu số của phân số này cùng nhân với 4 nhé. Đáp án A. Tiếp theo là câu 5. Mẹ Hiền chia một cái bánh thành các phần đều nhau rồi chia đều cho 3 chị em Hiền. Vậy mỗi người có số phần bánh là một cái bánh được chia đều cho 3 chị em. Như vậy mỗi người sẽ được 1/3 cái bánh. Đúng không em? Mỗi người sẽ được 1/3 cái bánh. Nhưng chúng ta thấy rằng không có đáp án nào là có phân số 1/3 cả. Thì chúng ta phải dựa vào tính chất cơ bản của phân số thôi. Ta thấy rằng là 1/3 này cả tử số mẫu số kèm cùng nhân với 2 xem nào. 1 x 2 là 2 này. 3 x 2 là 6. Vậy hai phân số này bằng nhau. Có nghĩa là đáp án mình chọn là B. Thầy cho mình cùng chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1. Viết phân số tích hợp vào mỗi chỗ trống. 5/8 bằng 5 × 4/8 × 4. Cả tử số và mẫu số cùng nhân với 4. Chúng ta thực hiện thôi. 5 x 4 là 20. 8 x 4 bằng 32. Rồi, viết phân số thích hợp ở đây là 20/32 nhé. 3/5 sẽ bằng 3 × 9/5 × 9. Ta thực hiện. 3 x 9 bằng 27. 5 x 9 bằng 45. Tiếp theo, 25/30. Ở đây chúng mình thấy là cả tử số và mẫu số cùng chia hết được cho 5. 25 chia 5 được 5. 30 chia 5 được 6. Như vậy ta được phân số đó là 5/6. Tiếp theo là 12/15. Cả tử số và mẫu số cùng nhân với 3. 12 x 3 bằng 36. 15 x 3 bằng 45. 18/24. Ở đây cả tử số và mẫu số cùng chia cho 6. 18 chia 6 bằng 3. 24 chia 6 bằng 4. Ta được phân số 3/4. Phân số cuối cùng 72/96. Cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho 12. 72 chia 12 ta được 6. 96 chia 12 ta được 8. Vậy ta được phân số 6/8. Chúng mình đã làm xong bài 1 rồi. Tiếp theo chúng ta đến với bài 2, điền số tích hợp. Trong bài 2 ta dựa vào tính chất cơ bản của phân số. Phân số 4/7 sẽ bằng là 4 × 7/7 đây để được phân số 32/56. Ta thấy rằng 4 × 8 = 32. Vậy ta điền số 8. Tử số nhân với 8 thì mẫu số cũng chắc chắn phải nhân với 8 rồi. Ta thử lại. 7 × 8 = 56, chuẩn rồi. Tương tự như thế, 7 × 5 = 35. Tử số nhân với 5 thì mẫu số cũng chắc chắn phải nhân với 5 thì mới được phân số bằng phân số ban đầu. Ta thấy rằng là 2 × 12 = 24. Như vậy thì 5 cũng phải nhân với 12. Các em hiểu chưa nào? Được 60. 4 × 9 = 36. Như vậy thì dưới này 9 × 9 = 81. Đúng rồi. 48 chia mấy được 2 nhỉ? 48 chia 24. Vậy thì 72 cũng sẽ phải chia cho 24 để được 3. 64 chia cho 16 được 4. Vậy thì 80 chia 16 được 5 là chuẩn rồi. Mình đã xong bài 2. Tiếp theo là bài 3. Điền số tích hợp. Ở trong bài này thì chúng ta phải dùng tính chất cơ bản phân số. Chúng ta thử ra nháp sau đó điền số tương ứng. Bây giờ 3 nhân mấy để được 15 nhỉ? 3 x 5. Vậy thì 2 cũng sẽ phải nhân 5. 2 x 5 là 10. Tiếp tục nào. 10 x 4 là 40. Vậy thì 15 x 4 ở đây là 60. Các em hiểu cách làm chưa? Tiếp theo. Mẫu số là 5. Nhân với bao nhiêu được mẫu số 20 nhỉ? 5 x 4 bằng 20. Vậy trên tử số 3 cũng sẽ phải nhân với 4 bằng 12. 12 x với 3 bằng 36. Vậy thì 20 x với 3 ta sẽ được là 60. Tương tự như thế nào? 8 x với 3 bằng 24. Vậy thì 5 x 3 ta được 15. 15 x 2 bằng 30. Vậy thì 24 x 2 bằng 48. 80 chia cho 8 được 10. Vậy 64 chia 8 ta được 8. 8 chia 2 được 4. Vậy thì 10 chia 2 được 5. Tiếp tục.
60 chia 2 được 30, vậy thì 42 chia 2 ta được 21. 21 chia 3 được 7, vậy thì 30 chia 3 chỗ này ta được 10. 90 chia 3 được 30, vậy thì 36 ở trên này ta cũng phải chia 3, ta được 12. 12 chia 6 được 2, vậy thì 30 chia 6 ta được 5 ở đây. Đó, chúng mình đã làm xong bài 3. Tiếp theo chúng ta đến với câu 4. Cho các phân số sau này. Các phân số bằng phân số 1/4 là phân số nào? Thì dựa vào tính chất cơ bản của phân số các em ạ. Chúng ta cùng thử xem 1/4 bằng 8/32 không nhé. Ta thấy 1 nhân với 8 bằng 8 này. 4 nhân 8 bằng 32, chuẩn rồi. Vậy ta có phân số 8/32 sẽ bằng phân số 1/4. Tiếp theo ta lại có này. 1 nhân với 12 là bằng 12. 4 nhân với 12 bằng 48. Ta có phân số là 12/48 em ạ. Và vẫn còn phân số nữa. 1 nhân 15 là 15, 4 nhân 15 là 70. Có 3 phân số này các em nhé. Ý B, các phân số bằng phân số 12/24 là. Thế bây giờ anh nói lại ý B cho em nhé. Chúng ta đến với ý B. Các phân số bằng phân số 12/14 là. Ở đây chúng ta có thể thử thôi. 12, các em thấy rằng 12 mà nhân với 4 em sẽ được 48. 14 nhân với 4 ta cũng được 56. Như vậy phân số bằng ở đây là 48/56 các em ạ. Tiếp theo phân số 12/14 này. Bây giờ các em thử lấy cả tử số mẫu số cùng chia hết cho 2 nào. 12 chia 2 em được 6 này. 14 em chia 2 em được 7 này. Vậy ta có phân số bằng ở đây là 6/7. Cuối cùng 12 em nhân với 3 được 36. 14 em nhân với 3 em cũng được 42. Vậy bằng phân số 36/42 đây rồi. Như vậy là chúng mình đã làm xong bài 4 rồi nhé. Tiếp theo là bài 5. Viết hai phân số chỉ số phần củ quả đã được thu hoạch. Các em lưu ý là củ quả đã được thu hoạch nhé. Thì ở đây với bức tranh bên trái chúng ta thấy xem có tất cả là bao nhiêu quả dứa nhỉ? Một hàng bao nhiêu củ nhỉ? Bao nhiêu quả đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 4 hàng, 6 x 4 là 24. Tất cả là 24 quả dứa này. Đã được thu hoạch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vậy đã thu hoạch là 15/24 số quả dứa. Một cách khác em bây giờ em có thể rút gọn được rồi. Em lấy cả tử số mẫu số em cùng chia cho 3. 15 em chia cho 3 em được 5. 24 chia cho 3 em được 8. Hai phân số đây rồi. Chuyển sang các củ cải nào. Có tất cả bao nhiêu củ đây các em nhỉ? Ta đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 4 hàng như vậy. 7 x 4 là 28. Đã thu hoạch 1 hàng 7 củ rồi. Vậy phân số đã thu hoạch là 7/28 số củ. Các em lấy cả tử số và mẫu số em cùng chia cho 7 nè. 7 chia 7 em được 1. 28 chia 7 em được 4. Như vậy được 1/4. Chúng ta đã làm xong bài 5, kết thúc bài tập hàng ngày 58 rồi. Thầy chúc em học tốt nhé. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.